Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, người cùng với Gia-cô-bê và Gioan đến nhà Simon và An-rê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường. Lập tức người ta nói cho người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ và không cho chúng nói vì chúng biết người. Sáng sớm tinh sương, người trỗi dậy ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm người. Khi tìm được người, các ông nói cùng người rằng: mọi người đều đi tìm thầy. Nhưng người đáp: chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để ta cũng rao giảng ở đó nữa. Và người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilea, và xua trừ ma quỷ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Trong lời đáp ca, anh chị em vừa mới cất lên là Thánh Vịnh 39. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa. Lời đáp ca này đi liền với câu chuyện của tiên tri Samuel, người mà đã được Chúa gọi từ trong đền thánh. Bởi lúc bấy giờ bà Anna sau khi có thai và sinh ra Samuel xong, bà cho rằng chính nhờ hồng ân của Chúa mà bà mới sinh được người con trong lứa tuổi đã già và quá nhiều năm son sẻ, quá nhiều năm hiếm muộn. Cho nên bà đã gửi con trai của mình vào đền thánh cho tư tế Hê-li, chúng ta quen gọi là thầy cả Hê-li. Và thầy cả Hê-li đã giúp cho cậu Samuel lúc bấy giờ nhận ra ơn Chúa gọi cậu, để sau này cậu trở thành tiên tri lớn trong lịch sử của dân Chúa. Thầy cả Hê-li trông coi đền thờ, và trong đêm cậu ngủ trong đền thờ thì tiếng Chúa gọi cậu nhiều lần. Thầy đã giúp cậu nhận ra ý Chúa khi thầy dạy cậu rằng: nếu con còn nghe tiếng gọi trong đêm thì con hãy cất lên lời đáp trả rằng: lạy Chúa, này con đây. Lạy Chúa, này con đây cũng là lời Thánh Vịnh 39 mà anh chị em vừa mới cất lên. Chúng ta cũng cùng xác tín trước mặt Chúa: lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa. Trẻ Samuel lớn lên trong đền thờ và trở thành một đại tiên tri. Ngài tiên tri Samuel đã nhân danh Thiên Chúa loan báo những kỳ công của Chúa cho dân, nhất là trong thời của tiên tri Samuel. Ông đã giúp đỡ nhiều vị vua để từ đó thống lãnh dân tộc Israel, dân của Chúa. Tuy nhiên, người mà thầy cả Hê-li giúp đỡ để trở thành một tiên tri, một đại tiên tri, thì lại thành công. Còn chính thầy Hê-li là người đã giúp cho người khác nhận ra tiếng Chúa gọi, thì sau này thầy lại trở thành một kẻ bê tha, một kẻ không còn xứng đáng ở trong đền thờ. Tư tế Hê-li càng về sau này càng lún sâu vào con đường tội lỗi. Ông đã lấy những bà vợ ngoại giáo và đã làm cho đền thờ trở nên ô uế, khi chính ông đã không còn thanh sạch. Chính ông đã làm cho đền thờ của Chúa không còn là nơi để có thể trở thành nơi làm cho người khác được ẩn náu trong danh thánh Chúa,
chính ông đã sa đà, ông đã không giữ được con người của mình, đã không giữ được ơn gọi của mình. Anh chị em thân mến, đời sống của chúng ta cũng vậy. Nếu một ngày nào chúng ta không xác quyết tình yêu của Chúa, nhưng chúng ta chạy theo thế gian, chúng ta cũng sẽ đánh mất. Và vì thế cho nên học lấy tấm gương của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng. Chúa dạy, và nhất là chính bản thân Chúa làm gương cho chúng ta trong đời sống cầu nguyện, để làm gì thì làm. Như Thánh Gioan trong bài Tin Mừng hôm nay diễn tả một ngày của Chúa Giêsu thật là bận rộn. Chúa đến nhà của bà mẹ vợ Thánh Phêrô rồi chữa lành cho bà. Sau khi chữa lành bệnh tật cho bà mẹ vợ của Thánh Phêrô xong, thế thì dường như Chúa được mọi người loan truyền về quyền năng của Chúa, cho nên cả thành tụ họp trước nhà. Và Thánh Gioan bảo rằng chiều đến lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến cho người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám, cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm, nhiều chứng bệnh khác nhau, xua trừ ma quỷ, vân vân. Chúa thật bận rộn, ngày làm việc của Chúa thật nhiều. Nhưng thưa anh chị em, qua sáng sớm hôm sau, Chúa đã tìm đến nơi thanh vắng để cầu nguyện. Cho nên công việc và việc cầu nguyện để kết hợp với Chúa không bao giờ được phép tách ra. Nếu ta tách ra, ta sẽ đánh mất đời sống đức tin, đời sống trong Chúa của mình. Thánh Gioan viết tiếp rằng: sáng sớm tinh sương, người trỗi dậy ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện. Rồi sau khi cầu nguyện xong, lúc mà các môn đệ đi tìm Chúa thì Chúa lại bảo: bây giờ chúng ta đi đến nhiều nơi khác. Và Chúa đã giảng dạy trong các hội đường của dân chúng. Như vậy Chúa luôn luôn kết hợp với Chúa Cha trong công việc của mình. Chúa luôn luôn để cho thánh ý của Chúa Cha lèo lái và hướng dẫn công việc của mình. Làm gì thì làm, Chúa vẫn dành thời gian để tâm sự, để chuyện trò, để nguyện cầu với Thiên Chúa, để từ đó múc lấy nguồn sống, nguồn sinh lực, nguồn hoạt động. Thưa anh chị em, tôi tin rằng tư tế Hê-li, mặc dù ở trong đền thờ, mặc dù là tư tế kẻ trông coi đền thờ hàng ngày, nhưng nếu ông sa đà cũng có nghĩa là ông giảm bớt đời sống của cầu nguyện của mình chăng? Và nếu chúng ta cũng vậy, hãy dành cho Chúa như tiên tri Samuel một đời gắn bó và trung thành, để càng lớn lên, càng thêm tuổi, càng khôn ngoan trong ơn đức tin, càng dẫn mình tới gần Chúa hơn, bắt chước tấm gương từ ngàn xưa của tiên tri Samuel và sau này của Chúa Giêsu, không chỉ là dạy chúng ta mà chính Chúa còn dạy bằng chính hành động. Người đã sống đời sống cầu nguyện, anh chị em và tôi cũng phải như thế. Nếu không, chúng ta sẽ xa chân lỡ bước, chúng ta sẽ còn mang danh người Kitô hữu nhưng không còn thực chất của một Kitô hữu đúng nghĩa là người con của Chúa, đúng nghĩa là người đẹp lòng Chúa, nếu chúng ta không để cho đời sống cầu nguyện của mình được sống trong tất cả mọi ngày sống, trong tất cả mọi thời gian sống của mình. Vậy chúng ta làm gì thì làm, có thể nói trong cuộc đời này chúng ta không thể mình ở không mà có thể có sống được. Chúng ta vẫn phải làm, nhưng cũng phải ưu tiên cho việc cầu nguyện, cũng phải tìm thời gian để chúng ta đến với Chúa, múc lấy nguồn sống của chính chúng ta, múc lấy nguồn ân phúc mà ở đó chỉ có một mình Chúa là có quyền lèo lái, có quyền hướng dẫn cuộc đời ta. Trong duy nhất một mình Chúa, ta và Chúa gắn bó cùng nhau trong đời sống cầu nguyện mà thôi. Hãy nhớ rằng chỉ một mình Chúa duy nhất mà thôi ở trong cuộc đời ta. Nếu có bóng dáng sự nào khác, ta đang làm cho đời sống đức tin, đời Kitô hữu của mình gia giảm. Hãy để Chúa và chỉ một mình Chúa duy nhất trong đời mình.